những ngành sẽ phát triển ở trong quận 9 từ năm 2024 đến năm 2043. Thì hôm nay Quảng Tòng Phong Thủy Kinh Doanh sẽ giải đáp thắc mắc cho anh chị. Trong phong thủy thì hiện tại là chúng ta đang ở năm cuối cùng của vận 8. Vận 8 là ngôi sao bắc mệnh, là ngôi sao về tài tinh. Chính vì vậy, trong 2 năm vừa qua mà nền kinh tế của thế giới và Việt Nam là phát triển rất mạnh mẽ. Tuy nhiên thì hiện tại là chúng ta đang chuyển giao từ vận 8 sang vận 9. Chính vì vậy mà những cái sự kiện về thiên tai, về chiến tranh đang diễn ra hết sức phức tạp. Vận 9 thuộc về cung ly, là ngôi sao về cửu tử, chủ về cái sự phúc thọ, về hỷ khánh, về vui vẻ. Vậy những ngành phát triển mạnh mẽ trong vận 9 bao gồm: thứ nhất là những ngành về lương thực, thực phẩm phục vụ cho ăn uống. Thứ hai là những ngành về năng lượng như xăng, dầu, ga, điện. Thứ ba là những ngành phục vụ cho cái vấn đề về nghệ thuật, về giải trí, về vui vẻ. Ví dụ như là TikToker, YouTuber, hoặc là những ngành về cái truyền thông, về quảng cáo. Và thứ tư là những ngành phục vụ cho sức khỏe và làm đẹp, ví dụ như bác sĩ và thẩm mỹ. Vậy thì ngành bất động sản trong vận 9 này sẽ đi về đâu? Quảng Tòng sẽ mời anh chị em để theo dõi ở những cái video tiếp theo. Nếu anh chị có thắc mắc về những ngành kinh doanh trong vận 9, hãy comment, Quảng Tòng sẽ tư vấn hữu duyên cho anh chị.